bao vườn trước cho hai cha. Anh mang tên nhìn trông trông trái tay cành, anh không nhớ chẳng phải gọi cho người ta vui rồi đâu. Em chào chị Trần Dung Đặng, Đặng Dung, Đặng đâu bà? Ta Đặng Dung mà. Bị chú Đặng với Đặng Dung vậy. Chú Trần nữa. Chị cái tim sao ta? Tim vậy hả? Vậy hả? Tim mà tim kỳ vậy? Tim mà kỳ không? Ngọt ngào đường kỳ hả? Đấy. Ok liền, ok liền, chị sẽ quay với một bài liền. 20 năm từ đây chẳng rời nhau. Nhớ bài nào dễ dễ như Thắng ơi. Chôm chôm thắm em câu đầu không? Em câu đầu không? Câu đầu á. Câu đầu mà anh ghép, câu đầu em ghép. Dạ, con cảm ơn dì Phùng Tiến ạ. Rồi ra MV coi chừng lập vi bằng giờ nghe hai tiếng vi bằng sao nghe ác hẳn đó mọi người ơi. Hay quá. Hôm nay tụi con đến phòng thu của anh Luân được chú Hùng Quốc gửi cho tụi con bánh mì sashimi rất là ngon nha. Vâng Lê ơi, thật sự chị cũng không biết luôn á, cái bộ đó chị cũng không biết luôn, sao chị gọi em nằm đâu có phát xíu. Phát xíu ông nằm ở đối diện bà bơm làm tim thấy gớm nha. Hai món tim của em nó kỳ lắm. Ai món nào sẽ ngon? Đừng hơi bị nhỏ nha. Xôi gà. Không vô, không vô. Xôi sát xíu nè. Rồi ba tê, rồi bánh mì luôn. Món nào thích thì mấy thằng YouTuber ăn cắp. Con cảm ơn chú Quốc đã gửi cho con gà anh chị của con. Luyện Thanh đi bán nước là... chiên đó. No bụng, no cành không? Bánh mè, 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 nhà em có đủ. Nào có yêu thương tổ Hồ Quốc thì có ré ông tổ cho gia đình con. Dung dung bỏ. Đứa nào vậy? À, bấm bấm. Nó bấm bấm hả? Tao đâu biết. Hay đi cô nè. Vậy nè, nó biết vậy nè, hiểu không? Đó nói vậy nè. Rồi em tên đi idol. Nhét kẹt nào được rồi nhé. Rồi xong rồi mới biết ai đâu. Mới không biết ai nha. Mới không biết ai chưa. Tôi chung là kể từ đó về sau là đi không được trở về luôn. Em không ngờ. Quá trời ở sạch. Để dặn lại. Dặn mà cái thùng rác đó thì nó ở ngoài cửa thì kế bên chứ đâu. Ra ngoài thì ta bỏ vô đi. Là gói vậy nè đâu thì ta bỏ vô. Rồi xong rồi đi cái là lên từ chiếc mu á vô quét nhỏ xong rồi mời ba lên coi xong liên tục vậy nè đó ra quá trời luôn. Mèo mèo beauty hả? Mèo mèo beauty là cái nick mèo mèo á, cái nick mèo hai quyên đó, thanh tròn ở sạch quá trời luôn. Rồi kể từ đó là sợ đến cuối đời về cơ quân chỉ cho làm tiền. Hay lắm đây. Quá trời sợ luôn chị ơi. Dạ cảm ơn chị Loan Lê ạ. Hai con gà. Ê hả bầu. Ê hả. Rồi gì đó vậy? Ở nhà đang ế hay gì vậy? Mọi người chung chung giỏ. Em lẽ giờ chú em đi đặt điều đó người ta. Đi trang cái chuồng nó luôn đó chị. Chuồng là ấn về mạnh khỏe nha bà mèo. Ngày hai ngày qua thăm tôi nghe.
có nói thôi không có trời đất ơi. Tại đi. Ờ, nó chửi cỡ nó gọi xuyến thôi. Mình không có quan tâm. Chốt cái đơn lại. Cần chửi thì chửi nhưng mà hát thì vẫn cứ hát nha. Cứ chửi đi nhưng mà tôi vẫn vui vẻ nha, không có gì hết. Một đêm tôi báo giá với chị trên trên video ơi. Sâu về. Cũng được luôn à. Trời làm đôi ta xa cách. Không cầm tay á. Đây nè. Trời nêu cho con tuổi kè. Cảm ơn. Biết về về còn nhớ đi không? Ủa? Gì kỳ vậy cậu em chứ? Lô vô mà đừng có chút gì. Mùa hè sao kêu nhanh quá. Cái đó là chỉ là một trong những câu hết rồi đó, hết rồi đó. Là lặt vặt nhỏ nhen thôi mọi người. Vẫn vui vậy là mọi người vui lắm. Chị còn có bao giờ chị buồn đâu em. Mọi người lắm. Nhưng mà để từ sao mà phải buồn hả mèo mèo. Em có hơi em kể. Em đúng rồi. Mọi người Tạo rồi. Nguyễn ơi. Tại đi ai sao gì cũng trả lời là chị nó cũng không. Nó cũng không có được đẹp. Vậy mùa hè gì. Mới cả làm đầu tiên mà không tập luôn á. Ghê đi rồi về về làm chi. Không tập đâu. Ghê vậy mày. Ghê vậy. Mùa hè phê nhân. Ba này là không tập luôn á. Ừ, không ca luôn á. Đụng vô gáp luôn á. Mà giỡn cười tối ngày luôn mà gáp xong mà. Mà đâu ai ngờ đâu mà dừng khỏi sạch dữ vậy. Dạ em đi quay đó chị Hoa. Chiếc áo bà ba năm nào em cũng quá không nhất là ở mười hai ngày mới thấy chị mặc đây thôi. Người ta hát là chị của tao, tao nói thiệt, tao hát khác mà tao nói khác. Người ta nó mâu thuẫn đó mày biết không? Tao với chị tao dụ tao nói gì nhưng tao làm mà khác. Cười quá. Sao mày nói cái bắt đầu cái tao nghĩ ở bưng quơ cái là em mỏng với chị đó. Tao nói thiệt, tao hát khác tao làm khác. Nói thiệt làm thiệt, nói bị ngày xong là bị nghe đó, dắt đó. Là sao ngộ mày, tao không làm gì bị chửi mày. Em nghe theo chị, em dắt theo. Là em chú của em á, sắm đồ hoài là chết. Anh bán me bán bít mít bán ơ không mà đâu có tiền đâu chị. Em phải mệt thôi nè, đó sắm đồ bà ba mà đó. Đâu dám vào Phương Lê, chào Phương Lê. Em luyện thanh đi bán chú chiên. Cái đang ngồi vậy nè. Hát được cái hát hoài đi. Ok. Ok liền. Chào Trương Bảo Xuyên nha, Trương Bảo Xuyên. Nhưng cô coi thêm cái em mới hỏi duyên dáng giản dị. Hỏi giờ là hỏi giờ có thấy cũng mở hoài luôn chứ, mở hoài luôn. Liền đi. Chào Phương Trô Trô. Mày coi. Em để xong đi hát hả? Đi tắm đi chị ấy nha. Trời. Không tắm Mỹ cũng đi hát luôn. Tắm nha. Sách có một thao nước. Ok chị luôn. Mỹ mùi nữa. Kêu đi hát luôn. Mọi người, cầm mỗi đứa cầm bịch mít bịch me.